Dạ, kính chào với cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến với cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền có căn nhà một trệt một lầu cũ nha. Thì đây là thuộc của phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là con cái đường bờ kè gạch cái sơn ha. Thì đây cách chợ nổi Cái Răng đâu đó tầm khoảng chừng 500m là chúng ta sẽ tới chợ nổi Cái Răng. À, thuộc của trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì khu vực này thì nhà cửa thì rất là đông đúc luôn, thì các bệnh viện lớn gần ở đây luôn, bệnh viện SDS, bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Chỉnh Hình. Thì đây thì nhà cửa rất là đông đúc, thì bán kính trong vòng 500m là đầy đủ tiện ích hết. Chợ nổi Cái Răng nổi tiếng của Cần Thơ ha. Thì quý cô chú anh chị em nào cần sở hữu một cái nền mà có mặt tiền sông và mặt tiền lộ là 5m, bờ kè rất là thoáng mát, rất đẹp luôn, sông thì rất là bự, nhà cửa khu này rất là đông đúc luôn. Thì vị trí cái nhà thì ngay chân chỗ này ha. Đây, cái nhà dàn dàn này là chủ đang có nhu cầu bán. Thì diện tích bề ngang khoảng 4m6, dài 20, thì có 80m thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì nhà một trệt một lầu luôn đó, cũng còn rất là mới, nhưng bán cái này cũng như là tính bán giá nền thôi. Thì giá 3,6 tỷ là sẽ sở hữu ngay một cái nền bề ngang 4m6, dài 20, có 80m thổ cư, còn lại là cây lâu năm. Thì đường bờ kè cái sơn, từ cái sơn mà chạy nổi Cái Răng đi qua đường lộ Nguyễn Văn Cừ á, thì nó nằm khoảng đoạn giữa. Thì ở khu vực này thì các bệnh viện lớn gom về đây rất là nhiều luôn. Đây, ở phía sau này là bệnh viện SDS nè, là nằm ở sau lưng này luôn ha. Đây, nhìn ra đó chừng 50m à. Đó, cái chỗ cao cao này là bệnh viện SDS luôn. Cập bên đây thì có bệnh viện Chỉnh Hình sau lưng luôn. Thì cách chừng nếu mà đi đường thẳng qua, dòm thẳng qua thì nó chừng 50m, đi đường vòng thì khoảng 500m nha. Đó, nhà thì từ cái miếng này sẽ đi qua tới cái miếng này, miếng nhà vàng này ha. Đó, một trệt một lầu. Đó, đây bệnh viện ít bệnh viện Chỉnh Hình thì nó sát bên này. Bệnh viện Chỉnh Hình thì dòm qua chừng 30m là thấy rồi. Cái nhà lầu cao cao nè, ở phía sau nè, đang gần hoàn thành nè. Đó, thấy không? Dãy này nè, đó là khu bệnh viện Chỉnh Hình đang sửa hoàn thành. Bệnh viện Ung Bú, rồi các trường đại học FPT, đại học Nam Thơ. Còn bệnh viện Nhi thì nó nằm qua cái chỗ này nha. Đó, cái góc nhà này nhìn thẳng qua cái là thấy bệnh viện Nhi rồi. Cái sát bên trên khu này rất là tiềm năng phát triển luôn. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu một cái nhà này thì cái nền có nhà một trệt một lầu đã qua sử dụng thì liên hệ số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng ha. Đó, đây thì nguyên cái nhà này thì rất là mặt tiền rất là đẹp luôn, view sông luôn, từ mí này nó sẽ đi qua tới cái mí đó là 4m6, chạy dài là 20m đó, chạy thẳng ra phía bên sau đó. Nhà đã cất một trệt một lầu đó, để đi dài ra phía bên sau cho quý cô chú anh chị em mình xem cái tới sau luôn. Từ mí này ra tới mí sau này khoảng 20 hoặc 21 mét. Đó, đường trước nhà là đường bờ kè. Đó, nó tới cái miếng nhà xây gạch này luôn ha. Đó, tới miếng nhà xây gạch này luôn. Đó, tới đây. Dài ra trước. Nhà ở trong thì cũng còn rất là mới nha. À, nói nhà cũ nhưng mà rất mới, mới có 4-5 năm à. Nhà này mới cất 4-5 năm à, thành ra cũng rất là mới. Thì nói chung là bán đất tặng nhà thì giá chỉ 3,6 tỷ là sở hữu ngay.
đây thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thì cách chợ An Bình cũng chừng 500m. Thì ra bến Ninh Kiều thì đâu đó tầm khoảng chừng 5km là chúng ta sẽ tới bến Ninh Kiều rồi. Đây view sông thấy không? Bờ kè đang làm chuẩn bị hoàn thành, lộ cũng gần xong. Lề thì mỗi bên 2m. Đó, nhìn khu vực này rất là đẹp luôn. Nhà nước đã làm bờ kè rất là chắc chắn, ở đây rất là an tâm. Đây thì hộ cư thì rất là, khu này rất là đẹp. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu cái nhà này thì đến coi thực tế nha, gặp chính chủ mình thương lượng. Giá chỉ 3 tỷ 6 là sở hữu một căn nhà một trệt một lầu, 80 mét thổ cư, còn lại là cây lâu năm thì bề ngang khoảng 4m6, dài 20 hoặc 21. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì để quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì cứ alo. Xin cảm ơn rất nhiều.